Chào cả nhà, chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Lan Lùng Vlog. Cả nhà, hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà làm một món này nha. Đây là mít của em cũng mới mua về nửa trái này. Rồi đây là nếp nè cả nhà. Em sẽ chia sẻ với cả nhà làm một món này nha. Không biết có thành công không nghe, cũng lần đầu tiên à cả nhà ơi. Đây là lá dứa của em cũng đã giã xong rồi đó, giã cả nhà ơi, em không có máy xay, em giã bằng tay rất là cực luôn, tại vì đam mê làm ẩm thực thôi cả nhà, cũng cố gắng thôi. Cả nhà, đây là nút cốt dừa của em nha, em cũng làm sẵn rồi, làm sẵn để cả nhà xem đỡ tốn thời gian. Em sẽ làm cho cả nhà xem nha. Đây là nếp nè, em sẽ đi rửa nha cả nhà. Chế nước lá dứa vô nha. Đây, rồi em bỏ nước cốt dừa vô nha cả nhà. Em nấu bằng nước cốt dừa nha. Em sẽ cho nó lên màu xanh nè. Em bắt lên nấu nha cả nhà ơi. Dễ lắm nha cả nhà. Rồi em sẽ cũng gọt mít này ra nè. Em gọt mít ra thành muối muối nha. Mời cả nhà cùng đón xem tiếp theo nha. Em sẽ phết cái cuốn bở nha cả nhà. Giờ cả nhà ơi, lăn lộn nhờ ramen á, cắt được mất vậy nè. Trái được có nhiêu đây nè cả nhà ơi, sơ không luôn, đi kiếm mít không có mít cả nhà ơi, nó hết mít luôn rồi. Kiếm được nhiêu đây là may mắn lắm rồi, làm được món nào rất là khó, đi kiếm cực lắm cả nhà ơi. Đam mê ẩm thực là gì đó cả nhà, có gì nghe ủng hộ cho em một like, một đăng ký kênh nha, để kênh được nha. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Rồi cả nhà, xôi của em cũng đã nấu xong rồi đó. Hôm nay nấu xôi bị su cana rồi mọi người ơi. Em để nước nhiều á, bị nhão rồi. Bị nhão nếp luôn rồi, su cana luôn. Em cũng bỏ đường vô trong này đó cả nhà. Nãy em không có quay nha, bỏ đường vô nếp rồi. Nếp chính là em bỏ đường vô. Đây là em đi mới mua thêm nha cả nhà. Mới chạy đi chợ mua thêm. Rồi em sẽ làm cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà, em sẽ làm cho cả nhà xem nha. Đây đó, giống mình kẹp bánh mì vậy đó mọi người đó. Đó, màu lá dứa của em đẹp quá cả nhà, đó lên màu rất là đẹp luôn. Em sẽ bỏ vô hen, em rất là cẩn thận luôn đó mọi người, cẩn thận đừng cho nó bị bể miếng bánh đó, rất cẩn thận nhẹ nhàng giống mình nhé, đang kẹp ổ bánh mì gì đó mọi người, bán bánh mì nha cả nhà, có ai mua mại vô mại vô nha. Đây ổ bánh mì của em chị trời đam mê lắm đó cả nhà ơi, học hỏi món này món kia cho dù không được cũng phải cố gắng mà. Ẩm thực nó thấy gì cũng cực lắm đó cả nhà. Cả nhà xem video á, ủng hộ cho em với nha. Rồi cả nhà, trong thời gian cũng em làm cũng đã xong rồi nè cả nhà. Đây là xôi mít của em nha. Chào cả nhà, chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Lan Lùng nha. Cả nhà ơi, Lan Lùng cũng đã làm xong rồi món ăn vặt thôi nha. Xôi mít, rồi lá dứa. Rồi cả nhà coi xem nha. Cả nhà ơi, có đi ngang kênh á, ủng hộ cho em xin một like, một nút đăng ký kênh nha, để kênh được phát triển. Với lại em có một cái món mới gửi đến cả nhà cùng xem ha.
Rồi bây giờ Lăng Lùng cũng mời cả nhà cùng thưởng thức với em Lăng Lùng nha. Quá ngon luôn á cả nhà. Đây em cũng đã làm trong thời gian rất là lâu luôn đó mọi người. Cái này là mâm nhỏ thôi, cái này là mâm bự. Rồi lần đầu tiên Lăng Lùng cũng thấy có chị kia làm như thế này vậy nè. Lăng Lùng thử làm xem mình ăn như thế nào nha. Rồi mời cả nhà ha. Rất là ngon luôn. Xôi lá dứa nè, với lại có nấu gút dừa nữa. Nó béo lắm cả nhà. Mời cả nhà ha. Mình có mít ăn nó đỡ ngán không? Ngon lắm cả nhà. Ở ngoài có cái bên nhà có tiệc á, đây là Lăng Lùng vô trong phòng quay trốn trong kẹt đây nè cả nhà ơi. Cả nhà xem thông cảm nha. Ở ngoài kia có nghe nhạc á, Lăng Lùng sợ có bản quyền á là tăng em vô phòng quay luôn rồi. Ngon lắm cả nhà. Ăn cái này là nó đỡ ngán hơn nè. Tại trước giờ á em cũng không có ăn xôi. Làm kiểu này là vừa ngon là thơm, nó cũng vừa béo nữa nè cả nhà. Ở ngoài kia vừa xe chạy vừa có nhạc kém bên nữa. Lan trốn vô phòng luôn nè. Ngon quá cả nhà ơi. Ăn kiểu này đỡ ngán lắm á cả nhà. Làm mà thêm đường thọng nhân nữa. Vừa ngon của mít, vừa ngọt của mít nữa nè. Rồi nếp nó cũng vừa béo luôn. Bữa nay Lăng Lùng nấu nếp nó bị nhão rồi. Nên là nó cũng đây nè cả nhà, mình vừa ăn mít mà vừa ăn nếp nữa. Màu cảm nhận rất là ngon luôn, có mít. nhìn lạ lạ ha cái nhà, giống bánh mì, giống ổ bánh mì vậy thôi cái nhà. Rất là ngon mà đó, mình cầm không có bị giơ tay nữa cả nhà. Chiều chiều buồn á, tầm mới ăn vặt chơi à. Mà ăn này cũng mau no lắm nha mọi người. Trước giờ em cũng không có ăn, ít có ăn xôi lắm. Nên là làm kiểu này nó ngon á. Ăn không có ngán nữa nè. Có mít nó mình không có ngán xôi. Lăng Lùng ăn hết dễ luôn rồi cả nhà, sắp hết dễ rồi đó nha, ngon rồi cả nhà. Em chuyển sắp sửa hết một dĩa rồi, tại vì em chắc là hai dĩa đó mọi người. Một dĩa nó sẽ bị dính, chắc trọng lên nó sẽ bị dính vô miếng xôi á, nên là em làm hai dĩa vậy nè, đừng cho nó dính với nhau á. Một dĩa này rất là đẹp luôn rồi cả nhà. Dĩa này thì nó nói chung là cái dĩa nhỏ quá, Lăng Lùng nó đẻ Lăng Lùng đẻ nó tùm lum nó hết á. Cái này thì nó bự, Lăng Lùng sắp nó vòng vòng được. Cái này nó nhỏ quá, với lại miếng mít nó bự á cả nhà.
để nó không có được đẹp cho mấy. Đây mời cả nhà thêm miếng nữa nha. Bữa nay em quay clip em trốn vô phòng tự nhiên cái chuẩn bị quay clip xong á, nhà kém bên cái mắt nhạc vô xong rồi cố gắng tìm kiếm những món mình làm á, quá cực công đi thôi. Em làm clip này để chia sẻ những món nhạc của em hôm nay nha. Rồi cả nhà ơi, em cũng chia sẻ cũng nhiêu đây thôi, em cũng tạm dừng video nha. Cả nhà có xem video thấy hay, những món em chế biến á, cả nhà ủng hộ cho em xin một like, một nút đăng ký kênh nha. Và vừa chia sẻ cho bạn bè, người thân, người nhà cùng xem ha, những món của em làm nha. Những món em làm em cũng có nghiên cứu rồi đó cả nhà, mấy em làm chứ không thôi mình bị hư á, bỏ uổng lắm cho công sức của mình á. Rồi em cũng tạm dừng video nha. Em cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ cho em đăng lùm nha. Chúc cả nhà mình xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã ủng hộ cho em lăn lùn nha.